lần nữa sao nói được, nói lần thứ hai nó không giống lần thứ nhất. Rồi như vậy chúng ta đã có đề tài đây rồi. Nhắc lại 20 triệu cộng trừ 2, tức là bạn có thể chọn linh kiện của bạn từ 18 triệu cho đến 22 triệu, 17 triệu 99 cũng không được, phải cộng thêm cái gì đó, và 22 triệu lẻ 1 cũng không được, mình phải bớt cái gì đó. Như vậy bạn bớt 1.000 nó sẽ không có, bạn sẽ bớt vài trăm. Nhưng mà lúc đấy bạn sẽ cân nhắc là mình bớt cái gì. Được chưa? Rồi cái tiếp theo là đối với mỗi nhóm của các bạn thì các bạn cho thầy một cái file Excel. Các bạn sẽ chọn kiện. Trình tự hôm trước chúng ta nói chọn gì trước ta? À, chọn CPU trước. Rồi, đến chọn gì? Chọn gì? Mainboard. Chọn gì? RAM. Rồi, đây là ba thành phần quan trọng trong máy của chúng ta và nó quyết định máy của chúng ta mạnh hay không. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật này các bạn không cần đưa hết tất cả thông số kỹ thuật mà các bạn chỉ đưa ví dụ CPU này socket mấy, vậy main này socket mấy, bạn sẽ làm nổi bật giúp cho thầy hai cái đó để thầy thấy được cái độ tương thích của nó, hoặc là bus của CPU là nhiêu, bus của main là nhiêu. Rồi tương tự như vậy đối với main này hỗ trợ RAM nhiêu thì cái này mình chỉ có copy từ cái trang web xuống thôi chứ chúng ta không cần nghĩ gì hết. Và giả sử như chỗ này chúng ta có DRAM 4, vậy mấy khe, vậy dưới này chúng ta lắp RAM DRAM 4 mấy cây. Được chưa nào? Rồi chỗ này các bạn sẽ cho thầy cái lý do để chọn cái linh kiện. Ví dụ những cái những bạn mà chọn về multimedia hoặc là game thì các bạn nói à con CPU này nó hỗ trợ game rất là tốt, hoặc là cái main này, mà những cái thông số này chúng ta chỉ cần tham khảo trên trang web của nhà cung cấp chứ chúng ta cũng chẳng cần nghĩ, nhưng mà có cái là chúng ta quan tâm một tí, được không? Quan tâm một tí đến phần lựa chọn. Như vậy các bạn sẽ cho lý do vào đây. Được không nào? Rồi các bạn làm cho thầy một cái file Excel riêng của nhóm các bạn và các bạn ghi giúp cho thầy là nhóm mấy. Chọn linh kiện và nhóm là đây. Nhóm thì ghi y chang như cái thông tin ở đây của nhóm ha. Cứ nhóm 25, nhóm 05, nhóm 18 gì đó. Rồi các bạn có một cái file Excel. Được không? Rồi tiếp tục nữa nè. Một cái này rất là hấp dẫn. Sau khi các bạn có được cái thông số này rồi, như vậy các bạn sẽ nhớ trong cái file Excel các bạn đưa cho chuyển cho thầy cái link chọn cấu hình, link chọn cấu hình. Như vậy sau khi các bạn chọn cấu hình xong á thì mỗi trang web đều cho các bạn một cái link để share cấu hình đó cho người khác xem, thì bạn get cái link đó, get cái link mà share đó, được chưa? Lên cái trang web nó có, thì bạn sẽ dán cái link chọn cấu hình vô đây, để khi mà thầy xem thì thầy click vô cái link là thầy thấy được cấu hình các bạn chọn, được không? Và nó có một cái điều cực kỳ hấp dẫn, tức là phản biện. Phản biện. Như vậy thì cái nhóm mà hai nhóm nè, đề tài mà hai nhóm thì tất nhiên nhóm 26 sẽ phản biện của nhóm 36 và nhóm 36 sẽ phản biện nhóm 26. Đúng không? Riêng đối với lại ba nhóm này. Như vậy thì nhóm 8 sẽ phản biện nhóm 25. Nhóm 25 sẽ phản biện nhóm 31. Và nhóm 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 31 sẽ phản biện nhóm 8. Như vậy đối với mỗi nhóm các bạn đều có chọn đề tài của mình và sẽ gửi cái thông tin này lên
cho các nhóm còn lại phản biện. Được chưa? Hiểu được vấn đề chỗ này không? Ví dụ nhóm 8 chọn xong, gửi cái file Excel lên, thì trong cái file Excel đó các bạn chọn CPU loại gì, main loại gì. Ở chỗ này các bạn nhớ là chọn nhiều linh kiện nữa nha, chứ không phải là chỉ có 3 linh kiện này là thầy nói vậy là các bạn chọn chỉ có 3 linh kiện này là không đúng nha. Dưới này là các bạn sẽ chọn những linh kiện còn lại. Đó, những linh kiện còn lại, chứ không phải là chọn kỳ chớ chừng đó cái thầy yêu cầu chọn có 3 cái, em chọn 3 cái là không đúng nha. Đó, có bao nhiêu linh kiện còn lại thì các bạn chọn hết vô. Rồi, sau khi phản biện xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái file PowerPoint. Để thuyết trình vào buổi sau. Thuyết trình vào buổi sau. Như vậy, giả sử nhóm 26 thì thuyết trình đề tài về chọn cấu hình cho lập trình viên. Như vậy các bạn sử dụng PowerPoint nha. Như vậy khi mà các bạn trình chiếu PowerPoint thì chú ý lại cái kỹ năng sử dụng PowerPoint. Như vậy PowerPoint thì mình thiết kế là đơn giản, xúc tích dễ hiểu, chứ không có copy dán dài dòng vô rồi đứng đọc. Như vậy trong PowerPoint mình chỉ thể hiện cấu hình máy của mình tổng quan bao gồm những cái gì. Trang thứ nhất, đúng không? Đó là trang 1. Rồi cái tiếp theo, trang thứ hai là mình sẽ chụp cái hình, copy cái hình CPU ở trên cái trang web mà mình chọn đó, dán vô. Rồi một bên mình để thông số kỹ thuật của CPU. Tương tự như vậy, đến trang main thì mình copy cái main mà mình chọn á, bỏ vô và thông số kỹ thuật của main. Như vậy thì lúc mà các bạn thuyết trình, các bạn sẽ thuyết trình tương tự. Tại sao mình chọn cái CPU này, tại sao chọn cái main kia, tại sao chọn RAM nọ, được không? Rồi, và cuối cùng thì cái nhóm phản biện nè, bắt đầu đến quyền lực của nhóm phản biện nha. Như vậy thì nhóm phản biện này sẽ lấy cái nội dung của nhóm kia, của mình phản biện đó, tự nhận xét cái cấu hình và không cần nói với nhóm còn lại. Ví dụ nhóm 26 phản biện cho nhóm 36 nhưng không cần nói, mình lưu lại đó, mình note lại. Và đến cái ngày mà nhóm 26 này trình bày thì nhóm 36 lật bài ra phản biện chỗ nào hay, ok, nhóm của bạn chọn chỗ này rất hay, nhóm của mình cũng chọn cùng cấu hình nhưng mà sao chưa có đạt được cái yêu cầu này, hoặc nhóm của bạn chọn chỗ này mình chưa rõ, vậy các bạn giải thích giúp cho mình tại sao là bạn chọn cái main này. Mình thấy đối với lại cấu hình là 20 triệu thì chúng ta chọn cái main này nó hay hơn, hoặc là chọn con CPU kia nó hay hơn. Được chưa? Đó là quyền lực của nhóm phản biện. Như vậy lúc này sau khi mà nhóm trình bày xong thì nhóm phản biện sẽ trình bày cái quan điểm của mình. Nhóm phản biện trình bày quan điểm. Nếu như mà các bạn nó có 3 dạng phản biện. Một là các bạn hoàn toàn đồng tình thì cũng là phản biện, không có ý kiến gì hết. Nhưng mà tốt nhất chuyện này không xảy ra, tại vì quan điểm cá nhân mà, làm gì có chuyện mà hoàn toàn đồng tình. Hoàn toàn đồng tình thì lại có 2 trường hợp. Một là quá hay, hai là nhóm của mình làm biến, không phản biện gì hết, đúng không? Cho nên nó rơi vào trường hợp nào thì thầy không biết. Rồi trường hợp thứ ba là các bạn sẽ phản biện thực sự, tức là nó có những cái vấn đề mà nhóm bên kia chọn mình cảm giác là không ổn tí nào, là mình phải cần phản biện. Cái thứ ba là mình sẽ hỏi, ủa bạn ơi, chỗ này tại sao bạn chọn như vậy? Tức là mình không rõ, mình thấy bạn chọn rồi, mình thấy nó cũng hay á, hợp lý đó, nhưng mà mình chưa hiểu thì mình hỏi, được không? Và tất cả những cái vấn đề này chúng ta cứ trao đổi sôi nổi, kịch liệt nhưng xây dựng. Được chưa?
Tất cả mọi thứ chúng ta làm là trên phương diện là cùng nhau xây dựng để mình hiểu hơn, mình chọn được cấu hình tốt nhất. Sau này khi mà các bạn học công nghệ thông tin, không, về nhà chị hàng xóm nói: Bình ơi, nghe em đi học công nghệ thông tin, không, chọn giùm cho thầy, cho chị cái cấu hình coi, không, chị thảy cho mình một số tiền, đúng không nào? Như vậy nếu mà 20 triệu hoặc 25 triệu đưa ra cái yêu cầu thì mình phải biết chọn. Và khi chọn xong, về máy chạy ổn, tốt. Đấy, mục đích của chúng ta là như thế. Được không nào? Đó. Và đối với lại chúng ta, khi các bạn làm thì các bạn có bao nhiêu quyền trợ giúp? Bao nhiêu quyền trợ giúp trong bài làm của mình? Các bạn nghĩ có bao nhiêu quyền nào? Quyền thứ nhất làm gì? Tự thân vận động. Bốn bạn ngồi lại lên trang web nào đó để build một cấu hình và tự xem. Quyền thứ hai, không, thầy không có hướng dẫn chỗ này, thầy chỉ hướng dẫn chung của hôm trước thôi. Thứ hai, nhờ ai? Chính xác, tí nữa nhắc thầy cho điểm cộng. Đơn giản thôi. Bây giờ Phong Vũ người ta có sẵn sàng tư vấn cho các bạn không? Sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng. FPT cũng vậy, Thế Giới Di Động cũng vậy. Và tất cả những trang bây giờ người ta bán hàng online. Cho nên việc các bạn cần một cái cấu hình với tất cả những yêu cầu mà hồi nãy giờ thầy nói, thì bạn cứ yêu cầu bên công ty, người ta sẽ cung cấp cho các bạn cái gì? Một cái cấu hình. Nhưng chưa chắc cấu hình đó đã tốt, tùy thuộc vào người nhân viên đó. Nếu như người nhân viên đó thực sự có chú ý, chứ cùng thực ra không giỏi gì chỗ này cả, người nhân viên đó có kinh nghiệm và người nhân viên đó có tâm, thì người ta chọn cho các bạn cái cấu hình mà nó có độ tương thích cao. Còn không, đa số chọn bằng cách nào? Hả? Đủ tiền thì về. Cứ lên bóc vô. À, socket này đúng không? Ok, chọn cái main nào có đúng socket đó. Rồi chọn cái main xong, coi thử là DRAM 4 hay DRAM 5, chọn cứ đúng DRAM 5 bỏ vô. Hết. Đủ 25 triệu chưa? Đủ rồi em ơi, đây cấu hình của em đây. Như vậy thì khi các bạn nhờ bên kỹ thuật viên tư vấn là một chuyện nha. Mình lấy được kinh nghiệm của người ta, nhưng người ta sẽ không tư vấn kỹ về cái này. Nếu cần thì bạn nhây tí xíu. Các bạn phải biết nhây. Các bạn sẽ hỏi: Ủa chị ơi, em thấy cái CPU này, em thấy cái này nó hay hơn mà chị. Nếu vậy thì cái cấu hình của mình đổi CPU này được không? Đó. Máy của em chạy đồ họa chị, cái main này nó có hỗ trợ không chị? À, như vậy thì kẹt combo này nó có hỗ trợ nổi cái đồ họa không? Thì người kỹ thuật viên sẽ tư vấn cho các bạn là mua thêm kẹt rời. Và 5 triệu đây để mua kẹt rời các bạn. Bên kia là 20 triệu, bên này 25 triệu. Là ý của thầy là cái kẹt rời hết 5 triệu á. Kẹt đồ họa đó. Như vậy thì tùy các bạn chọn cấu hình thôi. Như vậy tùy các bạn ha. Như vậy lúc này đối với kỹ thuật viên của công ty, người ta chỉ hỗ trợ cho các bạn đến hai cái cột này thôi. Còn cái cột thứ ba gần như mình phải tìm hiểu và mình check lại để mình làm được cái cột thứ ba. Được không nào? Rồi. Như vậy cái thời gian phản biện là khi nào? Bây giờ ngày 21, ngày 23 mình sẽ báo cáo. Như vậy các nhóm sẽ liên minh và làm việc làm sao mà hiệu quả nhất. Ví dụ nhóm 19 ngày hôm nay học xong, tối về các bạn chọn 4 bạn liên hệ với 4 cửa hàng, hoặc là liên hệ cùng một cửa hàng nhưng mà 4 bạn liên hệ độc lập, đều đưa yêu cầu giống nhau, đều nhây giống nhau và ra được kết quả giống nhau, thì sáng ngày mai các bạn sẽ bàn lại và các bạn có kết quả file Excel. Được không? Và các bạn chuyển cái file Excel đó lên group Zalo. Và nhóm 23
cũng làm tương tự mà có kết quả, và hai nhóm đều đẩy cái file sale của mình lên group Zalo và hai nhóm sẽ tự lấy cái file của nhau về phản biện. Giả sử nhóm 19 làm xong ngồi chơi, bởi vì chờ nhóm 23, nhóm 23 đến tối mới có cấu hình, thì nhóm 19 tối mới phản biện được, được không? Và còn ngày hôm sau đó. Như vậy thì các bạn cố gắng tranh thủ làm nhanh chỗ này, để làm sao mà nhóm còn lại phản biện của mình có đủ thời gian, đủ thời gian để làm việc. Cho nên khi mà nhóm 19, giả sử các bạn làm xong cấu hình của mình, thì việc tiếp theo các bạn là dùng PowerPoint, làm PowerPoint. Còn phản biện thì để từ từ cũng được, bởi vì nhóm kia chưa có, thì mình chỉ nhắc nhỏ thôi, nhóm bạn có cấu hình chưa, để mình phản biện, được không? Như vậy các nhóm sẽ phối hợp với nhau ha, trên tinh thần xây dựng, được như nào? Còn nếu như trong trường hợp nhóm 19 chờ hoài không thấy nhóm 23 đưa lên thì không sao cả, bởi vì bản thân nhóm 23 bị trừ điểm cái phần chuyển bài lên để cho nhóm 19 phản biện. Thì tốt nhất trên tinh thần tự giác, các bạn cố gắng thúc đẩy nhau mình làm việc một cách hiệu quả ha, không xảy ra xích mích nha. Phản biện kịch liệt, mạnh mẽ, nhưng không mất tình cảm nha. Xây dựng trên quan điểm xây dựng ha. Rồi, như vậy đó là xong cái phần đề tài của mình. Như vậy ở trong cái bài của lớp 2, trong bài của lớp 2, những cái câu ở phía trên thì nó có step by step hết rồi. Các bạn cứ làm theo như vậy thì các bạn cho thầy xem cái cấu hình, nhưng nhất định không copy lại cái hình này nhé. Chắc chắn một điều là các bạn không được copy lại cái hình này. Và các bạn muốn xem cấu hình thì các bạn xem thực sự trên máy của mình, và các bạn trích xuất cái hình ảnh ra từ Camtasia, nhấn Ctrl F là nó ra rất nhanh, cho nên không mắc gì chúng ta phải bị trừ điểm chỗ này. CPU đối với lại CPU Z cũng vậy, chúng ta cài đặt lên thì cái trình này nó rất nhẹ, và chúng ta kiểm tra thông số trong CPU Z nó cụ thể hơn khi mà chúng ta kiểm tra thông thường. Rồi, gì nữa nào? Rồi, đến bài tiếp theo về chia ổ đĩa. Phần này nếu như các bạn ngại thì các bạn sử dụng máy ảo để chia ổ đĩa. Đó, máy ảo thì chia ổ đĩa. Còn không thì mình chia ổ đĩa trên máy của mình nó cũng đơn giản, cũng không ảnh hưởng gì. Mình chia ra khoảng cỡ 5GB, 7GB để mình thấy là mình có chia. Hoặc là các bạn ngại thì các bạn chỉ bấm vô đến đây cho thầy là được. Đó, trên cái video của bạn á, các bạn chỉ cần bấm vô đến đây đi, xin ra cái dung lượng ổ đĩa các bạn chọn, thì còn lại các bạn chỉ còn new volume là xong rồi. Cho nên không cần chia cũng được, cứ làm đến đây cho thầy, quay video đến đây cho thầy, sợ ảnh hưởng đến máy. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn chia cho xong và thực hiện trên máy thực của mình cũng được. Ví dụ như ổ của mình trước đây mình chỉ có một ổ thôi, thì giờ mình thử cái mình tách ra thành ổ D coi, ví dụ như vậy, thì tốt nhất các bạn cứ mạnh dạn làm. Còn bạn nào sợ hư thì cài máy ảo lên. Đó, như vậy chúng ta đã xong rồi phần Type In Master. Chúng ta cài, hôm trước có bạn hỏi là mình đã có hai trang web rồi, vậy mình có cài nữa hay không? Có thể các bạn sẽ không cần cài, mà các bạn sẽ lên cái chỗ mà gõ 10 ngón của mình đó. Các bạn lên cái trang gõ 10 ngón của mình rồi. Rồi, không, luyện 10 ngón, hình như cái này luyện đúng không? Rồi, ok. Thì trong này nó có bài học nè, cũng có bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Các bạn gõ xong thì các bạn chụp cái màn hình lại là mình đã có làm ở bài này. Chụp màn hình lại, thay vì dùng Type In Master thì bạn dùng cái trang web này, khỏi cần cài.
trong này nó cũng có tập nè, nó cho mình gõ ngón nào nè, ngón nào nó cho mình gõ hết như vậy đây đó. Đây nó cho mình cái bài học ở đây hết. Cho nên là trong quá trình các bạn gõ thì các bạn cứ quay phim lại, sau đó mình xuất ra. Rồi có bạn hỏi là nếu như em xuất ra phim vậy nó dài lắm, thì hôm trước mình có hướng dẫn là cái Camtasia mình có thể đẩy tốc độ lên đúng không? Thì với một cái đoạn video đó dài quá thì mình đẩy tốc độ nhân 3 đi, thì nó rất nhanh thôi. Tốc độ mình đẩy nhân 3 là nó rút lại rồi. Ví dụ 15 phút thì còn 5 phút thôi, 5 phút thì còn khoảng cỡ 1 phút mấy đó, là nó đã rút lại rồi. Như vậy mình đã đến bài 5. Bài 6. Bài 6 của thầy là phần này. Như vậy bài 3 và bài 6 là làm chung với nhau, đúng không? Bài 3 chọn cấu hình đúng không? Bài 3 chọn cấu hình, tức là làm xong bài 3 là làm xong bài 6. Bởi vì bài 3 ở đây người ta chỉ cho chọn cấu hình đơn giản và đưa ra cấu hình thôi. Còn thầy yêu cầu các bạn thêm là vừa có PowerPoint vừa có phản biện, được không nào? Như vậy là mình đã xong lab 2. Đó là yêu cầu của lab 2, các bạn cần chú ý.